Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của các em học sinh trường Trung học phổ thông Việt Nhật sau một ngày học tập vất vả. Dù áp lực, các em vẫn dành chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình để hát những ca khúc mà mình thích, lướt mạng xã hội để cập nhật thông tin hoặc là trò chuyện với cha mẹ. Học tập với nhiều áp lực về thời gian, nhưng đứng trước những khó khăn, thử thách, các em học sinh vẫn rất nỗ lực và không ngại khi phải học luôn cả buổi tối, học từ 10 tới 12 tiếng mỗi ngày. Khó khăn thì đương nhiên là sẽ có rồi, mệt thì cũng có, nhưng mà trường đã hỗ trợ tụi em rất nhiều trong cái việc là trường đã tăng tiết của nhiều môn. Giống em học ban tự nhiên thì trường sẽ tăng số tiết của ban tự nhiên lên, cho nên tụi em được hỗ trợ rất nhiều từ giáo viên. Đầu tiên là phải quay lại với những cái bài kiểm tra là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là tụi em đang phải hoàn thành những cái thủ tục để tụi em có thể bước vào một cái môi trường mới là môi trường đại học. Tại trường Trung học phổ thông Nhân Việt, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, buổi tối của các em học sinh lớp 12 là thời gian tự học thêm những bài học theo khối thi của mình, như nhóm các môn khoa học tự nhiên hoặc là nhóm các môn khoa học xã hội. Dù là cuối ngày, nhưng đây vẫn là lúc mà các em học hành tập trung, căng thẳng để tìm lấy một tấm vé vào đại học sau kỳ thi tới. Buổi tối thì tụi em học những cái môn về khối thi, ví dụ như lớp em thì em học khối D, là tối thì tụi em sẽ học, ví dụ tụi em học toán, học văn hoặc là học Anh, rồi sau đó là tụi em sẽ học, nếu còn dư thời gian thì học thêm sử, những cái 6 môn mà thi tụi học phổ thông. Còn hơn 2 tháng nữa thì một ngày bọn em phải học 12 tiếng, tuy là mệt nhưng mà tại vì là đây là chặng đường quan trọng nhất của đời học sinh rồi, nên bọn em sẽ cố gắng hết sức để làm hết những gì có thể. Hiện nay với chương trình tinh giản theo hướng dẫn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, các trường trung học phổ thông đang nỗ lực hết mình để giúp các em học sinh lớp 12 có đầy đủ thời gian để học hết khối lượng kiến thức mới của chương trình. Đồng thời bố trí thời gian nghỉ ngơi, thư giãn về tâm lý, tận dụng thời gian buổi tối để giúp cho các em tự học có hiệu quả dưới sự giám sát của các thầy cô giáo, giúp các em học sinh có thời gian đua nước rút một cách tốt nhất. Thời gian học của các em thì nhà trường có phân bố ra buổi chiều á, là có cái khoảng thời gian để cho các em tắm rửa với chơi thể dục thể thao ở ngoài sân của mình để giải tỏa căng thẳng sau một ngày mà là học tập ở trên lớp á. Cái kế hoạch là cái tháng cuối á, tức là sau khi tốt xong là 15 tháng 7 thì còn khoảng một tháng để ôn tập thi, thì tụi tôi sẽ bàn với phụ huynh đánh giá lại từng em và sẽ có kế hoạch cụ thể riêng cho từng cá em từ cụ thể đó. Có khả năng là thí dụ em muốn vào những đại học nào thì cần phải những cái oài ôn luyện, thì cái tháng đó mới là cái tháng mà có thể tập trung để quyết định. Còn khoảng 2 tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mỗi em học sinh đều tăng tốc hết sức mình để có một hành trang tốt nhất cho kỳ thi, với mong muốn có những kết quả tốt nhất là giấy thông hành cho ước mơ đại học của chính mình. Để tránh học tập áp lực, các em học sinh nên có thời gian nghỉ ngơi, học tập hợp lý, có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Các bậc phụ huynh cần có sự động viên, đồng hành với các em trong giai đoạn quan trọng này.